Dù ghi tới 30 bàn thắng ở ngoại hạng Anh 2022-2023 nhưng Harry Kane vẫn không thể cạnh tranh danh hiệu vua phá lưới với Erling Haaland. Giải ngoại hạng Anh 2022-2023 vừa chính thức khép lại sau loạt trận của vòng 38 diễn ra vào đêm ngày 28 tháng 5. Chung cuộc, Man City là đội giành chức vô địch, qua đó cùng Arsenal, MU và Newcastle giành vé tham dự cúp C1 châu Âu mùa tới. Trong khi đó, Leicester, Leeds và Southampton là ba đội phải xuống hạng. Ở cuộc đua vua phá lưới, Erling Haaland dù không ra sân ở vòng đấu cuối vẫn là người thắng giải chung cuộc. Sau 35 lần ra sân cho Man City tại ngoại hạng Anh mùa này, tiền đạo người Na Uy đã ghi tới 36 bàn thắng, xác lập kỷ lục mới của giải đấu. Tiền đạo 22 tuổi cũng đã được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất ngoại hạng Anh 2022-2023. Đứng thứ hai trong danh sách vua phá lưới là Harry Kane. Tiền đạo của Tottenham có mùa giải 2022-2023 chơi đặc biệt xuất sắc tại hàng đấu cao nhất xứ sương mù và ghi tới 30 bàn thắng. Đây là mùa giải thứ hai trong sự nghiệp tuyển thủ Anh cán mốc 30 bàn tại ngoại hạng Anh, với lần trước đó là ở mùa bóng 2017-2018. Ngoài Haaland và Kane, trong danh sách top 5 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất tại ngoại hạng Anh 2022-2023 còn có Ivan Toney, Brentford 20 bàn thắng, Mohamed Salah, Liverpool 19 bàn thắng, và Callum Wilson, Newcastle 18 bàn thắng.